cùng đón xem nam em Lãnh Thanh và dàn diễn viên trong bộ phim Tết đặc nhiệm Hốt Sao. Sau khi rời khỏi chương trình Vô Lăng Tình Yêu, Hoa Khôi Nam Em sẽ góp mặt trong tác phẩm mới nhất của đạo diễn Đức Thịnh, phát sóng vào dịp Tết Nguyên Đán 2021. Bộ phim mang tên Đặc nhiệm Hút Sao, với cốt truyện được lấy từ chính những bê bối đời tư Scandal, Tôi Tố Anh Tố Tôi của showbiz Việt. Trong phim, Nam Em đảm nhận vai diễn Khánh My, một ngôi sao tài năng nhưng thường xuyên vướng vào các vụ bê bối đời tư, nên phải tìm đến một công ty quản lý để giải quyết những scandal từ trên trời rơi xuống này. Trong cái đoạn ngã hàng đầu tiên của bộ phim, khán giả được chứng kiến cảnh Khánh My, nam em đóng vào quản lý Nhung Bối, rơi vào cuộc đấu trí một mất một còn. Thế nhưng, ngay phân cảnh sau, khán giả táo hảo với màn bày tỏ tình cảm thân mật của hai cô gái. Giữa lúc nhân vật nam em đóng đang bối rối trí vì bị cộng đồng người hâm mộ chỉ trích sau bê bối đời tư, Nhung Bối đã xuất hiện, nắm lấy tay nam em, an ủi và động viên cô nàng vượt qua khó khăn. Dù chưa xuất hiện trong trích đoạn trên, nhưng vai trò Lãnh Thanh, người được dự đoán sẽ vào vai bạn trai nam em, cũng sẽ khiến người xem tò mò liệu rằng Lãnh Thanh có cùng với ba cô gái trên tạo thành tình yêu tứ giác gây hách não khán giả hay không. Cốt truyện của Đặc nhiệm Hốt Sao kể về những lùm xùm đời tư của ngành giải trí, một nơi đào tạo một rột rửa những góc cạnh xù xì của các ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu. Tiêu chí của Ola Star là nghệ sĩ chỉ việc biểu diễn, mọi scandal đời tư sẽ được các ông bầu giải quyết gọn gàng. Ba cái tên ông bầu lẫy lừng là Vũ Ngói, vai Đức trong Đức Thịnh đóng, Thành Tâm, Lãnh Thanh và Nhung Bối sẽ cùng nhau thuyết phục những ngôi sao tìm đến Ola Star để mang công ty trên đà phát phá sản quay về thời vẻ vang. Thế nhưng không có gì suôn sẻ khi mà giữa lúc giải quyết những khủng hoảng bê bối các nghệ sĩ, thì chính bộ ba ông bầu này cũng liên tiếp vướng vào những rắc rối riêng tư của bản thân. Mong quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.